Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay nhà mình sẽ làm món cháo lòng heo nha các bạn. Hiện tại lòng heo mình cũng vừa lấy từ lò mổ về, cũng đã rửa sạch rồi. Bây giờ nhà mình sẽ chế biến cái lòng heo này thành cái món cháo lòng heo. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Đây là một quả tim nè, nó mía nè, thịt nạc nè, hột mít nè, đây là gan, còn đây là heo non. Còn đây là trắng dừng nha mọi người. Rồi hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả cái này vào nồi luộc nha mọi người. Ôi cái tim nó bự nè. Cuốn tim nữa. Nước qua thôi đúng không, chứ phải là quay. Hiện tại như các bạn đang thấy, lòng heo đã chín rồi. Bây giờ nhà mình sẽ vớt ra gỗ.
như các bạn thấy là món cháo lòng của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món cháo lòng này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Rồi, mình dừng lại nội dung video nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì cho nhà mình một like, một đăng ký để ủng hộ kênh mình ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào. Bye bye. Sao không chạy lại cái màn hình nó che luôn em luôn đi. Bye bye.